Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày vừa qua, các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống nước ta. Chính vì vậy, miền Bắc luôn được bao phủ bởi một bầu trời đầy mây, âm u, có mưa nhỏ vào đêm và sáng. Trong ngày hôm nay, những luồng khí lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục được bổ sung xuống, khiến cho tình trạng mưa tăng hơn. Cùng với đó, nền nhiệt độ giảm, độ ẩm cao sẽ mang lại cảm giác khá lạnh cho người dân các tỉnh miền Bắc. Dự báo nhiệt độ trưa chiều chỉ ở ngưỡng là 21 đến 24 độ. Riêng khu vực phía Tây, nhiệt độ vẫn lên được ở mức là 27 đến 29 độ. Ngày hôm nay, gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần lên ở khu vực ven biển miền Trung. Tuy nhiên, phải từ chiều tối thì mưa mới xuất hiện nhiều hơn trên toàn khu vực. Vùng mưa xảy ra nhiều ở các tỉnh từ Nghệ An cho tới Quảng Ngãi, có nơi đạt lượng mưa vừa, mưa to và dông. Trong khi cái giá lạnh của mùa đông đang đến gần hơn với người dân Bắc Bộ thì tại các tỉnh thành phía Nam, cụ thể đó là các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ lại có kiểu thời tiết trái ngược hẳn. Trời ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất lưu thông cũng như là sinh hoạt thường nhật của người dân. Vào buổi sáng trời khá mát mẻ ở Nam Bộ và có chút se lạnh ở các tỉnh Tây Nguyên, nhưng càng về trưa chiều thì nền nhiệt độ tăng lên nhanh chóng với ngưỡng nhiệt là 32 đến 34 độ, thậm chí có thể đạt ngưỡng là trên ngưỡng này. Người dân tại Nam Bộ sẽ cảm thấy bầu không khí khá oi nóng và có phần gay gắt. Còn ở Tây Nguyên, tiết trời sẽ dễ chịu hơn với ngưỡng nhiệt cao nhất ở vào khoảng là 29 cho đến 31 độ. Cụ thể, ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại thủ đô Hà Nội, thời tiết sẽ vẫn nhiều mây và sẽ có mưa ở nhiều nơi. Nhiệt độ vào buổi sáng sớm chỉ khoảng là 19 cho đến 20 độ. Nên khi lưu thông vào buổi sáng, chúng ta cần phải giữ ấm hơn cho cơ thể. Đặc biệt là khi đưa trẻ nhỏ đến trường, các phụ huynh cần chú ý giữ ấm phần đầu, phần ngực và đôi bàn chân cho các bé để tránh nhiễm lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Do tình trạng nhiều mây có mưa và độ ẩm cao nên nhiệt độ ban ngày tăng khá chậm, mức nhiệt trưa chiều chỉ ở vào khoảng là 22 đến 24 độ. Thời tiết ít thuận lợi cho việc hong phơi đồ dùng cũng như là các đồ nông phẩm. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, hôm nay thành phố Hải Phòng cũng nhiều mây và tăng mưa trở lại. Biên độ nhiệt trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 23 độ. Kiểu thời tiết hiện nay sẽ khiến cho cơ thể chúng ta rất dễ cảm cúm. Quý vị không nên coi thường những biểu hiện như là ngạt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, chóng mặt, ho sốt, đau họng hay là chán ăn. Những triệu chứng này của bệnh cảm cúm tuy là đơn giản nhưng nếu không chữa trị ngay sẽ khiến cho bệnh kéo dài và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng chưa có nhiều biến đổi. Khu vực này vẫn phổ biến là ít mưa, ngày sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng là 28 đến 30 độ. Tuy nhiên, từ tối và đêm nay, khu vực sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa có thể xảy ra. Nguyên nhân là do lúc này khối khí lạnh bắt đầu sẽ được dồn xuống phía Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho đới gió Đông Bắc kết hợp cùng với điều kiện địa hình mang mưa đến cho thành phố. Lượng mưa không nhiều nhưng mà cũng khiến cho độ ẩm khu vực tăng cao. Thời tiết có mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để muỗi và các côn trùng gây bệnh phát triển. Để phòng tránh muỗi đốt, đặc biệt là cho trẻ nhỏ, các mẹ cần phải giữ gìn vệ sinh cho bé và giữ vệ sinh cho khu vực sống xung quanh. Về đêm, nhiệt độ tại thành phố sẽ giảm xuống ở mức là 23 cho đến 24 độ. Tiếp theo đến với thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ bắt gặp một ngày giảm mưa hơn trên khu vực. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là 32 cho đến 33 độ. Khi lưu thông ngoài đường vào thời điểm trưa chiều, chúng ta sẽ cảm giác oi nóng hơn. Do vậy, chúng ta cần phải trang bị cho mình những vật dụng chống nắng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe và làn da, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Về đêm, thời tiết cũng khá ít mưa nên thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt chân đến thành phố Cần Thơ, một thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Đã bắt đầu bước vào giai đoạn mùa khô nên thời tiết nơi đây trở nên ổn định, trời ít mưa và ban ngày thì cũng có nắng, nên nhiệt độ có xuống tăng nhẹ với biên độ nhiệt trong ngày dao động từ 25 đến 33 độ. Với kiểu thời tiết khô ráo, có nắng sẽ hoàn toàn thuận lợi cho người dân sơn sửa nhà cửa cũng như là xây dựng các công trình khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.